Nhưng cái dung dịch nước này nó là cái loại nước gì mình không biết được. Đó là ai may mắn ở phần này? Ai sẽ là người đội ma cũ và ai sẽ là người đội ma mới? Em đây, đây em. Em để em chơi với bạn em. À, hai đôi bạn cùng tiến. Né ra. Màu trắng là cái gì? Màu vàng. Wow, nó nhạy cảm à. Cái màu thì không biết cái nước gì. Lát còn có bọt không hả? Trời ơi, có bọt rồi. Nó có bọt, nó trà thôi chứ gì đâu. Tôi chú không? Chơi với bạn. Ok bạn. Chơi vẫn là phụ nữ. Vẫn là 1, 2, 3, 4, 5 chứ. Thích màu vàng. Tôi thích màu vàng. Nó hơi ngọt đấy. Gì vậy? Tăng lực. Tăng lực đó. Rất ngọt. Tim nè, tôi thích màu trắng. Lấy màu trắng. Thích đục đục. Thích sữa. Chắc sữa. Chắc sữa đồ nành đó. Em sớm vậy chứ. À, em. Ổn định, ổn định đúng không? Đó là gì? Em. Ngon, sữa chua. Bạn bây giờ chơi lạ lạ xíu không bạn? Chơi sao? Bây giờ tôi uống bạn chỉ cái nào tôi uống cái đó. Một hồi tôi chỉ cái nào bạn uống cái đó. Chơi nét cho bạn. Phải vậy chứ. Chỉ, bây giờ tới mình chỉ. Con bé này nó cá tính quá ta. Chai này làm cho con Lan nè. Chai này với bạn. Cái màu xanh rất hợp với màu áo của bạn. Dính đòn à. Ok tôi bạn. Mở cho bạn luôn các bạn. Bạn nhắm mắt đi bạn. Thôi, chơi luôn, khỏi hửi nha. Khỏi hửi luôn chơi bạn. Luôn. Chơi mà chơi hửi là bị nhót với cái lời nói của mình. Bịt mũi uống không à. Sợ, không phải sợ. Ta có câu đợi chờ là hạnh phúc, mà tại sao mình đợi chờ lại bất hạnh như thế này? Hẹn hò như thế là sao? Việc đổi xả xì chét mà ngồi đợi muốn bung xì chét luôn. Anh cả, ok kìa hai chàng trai. Ủa anh cả làm gì ngồi lèm bèm mình vậy? Tại sao tới muộn quá vậy? Hai anh em hẹn hò với nhau. Hai em đi cà phê xong hai tụi em mới qua. Cùng vui với nhau sao hẹn hò. À bây giờ hai đứa cười thân thiết à. Anh cứ ghẹo tụi em rồi. Nhiệm vụ mình giờ làm gì đây? Thì bây giờ nhắn nhủ thì biết được thông tin là ngày hôm nay chị Đại Cát Tường không tới được. Nên ba anh em mình sẽ được giao nhiệm vụ là thử một số thành viên mới của biệt đội xã chị chết. Đàn mình á có một chị Đại Cát Tường thôi. Ừ. Là có một mình nữ à. À. Còn ai nữ nữa không anh? Mà không biết có gia nhập thêm nữ không hay là nam? À, bây giờ không cần biết là bất kỳ ai, quan trọng là hợp gu, có thể đáp ứng được nhu cầu xã chị chết. Follow me. This way, this way, this way. Hello. Oh. À, đây giới thiệu với ba em. Đây là ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ. À, ngồi ngay trước MCB nè, để đem tới Phúc Lộc. Mình vô trong tiếp. Ông Thọ, ông Thọ chán cũng cao dữ à. À, ồ, có thêm một tờ nữa. Các em thân mến, lời nói đầu tiên chị muốn nói là chị bận quá nên không thể tham gia hành trình cùng các em được. À, cái này lời nhắn của chị Tường hôm qua đó. Chị Đại, của chị Đại. Bài lũ, à ù lại. Cái gì? Ù lại. Đây là ba đứa em của chị. Cũng rất tha thiết được gia nhập biệt đội xã Sự Chết. Chị giao nhiệm vụ cho các em trong 2 ngày tới đây hãy kiểm tra sức chịu đựng của ba con người này. Bởi vì chị rất tin vào tài năng hành hạ người khác của ba em. Ừ, cũng đáng ngại à. À. Thành viên mới tìm cách gợi ý cho thành viên cũ biết mình là ai mà không được nói và rời khỏi vị trí. Chà, ông Âu Tím nãy giờ ông nhìn cũng căng hoài luôn á. Mặt cũng căng lắm nha, không bị gì á. Căng, căng, dễ sợ luôn. Khổng lồ xanh này nó giờ miếu hoài luôn. Còn đây khó thở lắm nè. Hai con mắt. Wow, nghe sợ đó, sợ đó, sợ. Là gì sợ đó. Hai con mắt. Hai con mắt bự. Hai cái lực bự nữa. Có. Tôi có hai con mắt bự. Nữ mà có hai con mắt bự. À, Quân Lan. Không phải là em không. Đừng có, trời đất ơi, em tuyến. Yeah. Hay quá rồi. Thấy em cười, em thỏa mãn.
Không, bạn từ lúc đầu nhìn vô tôi biết bạn rồi. Thôi rồi rồi, đây nè, đây bạn này cũng đang mệt nè. Ôi, tới màu tím, màu tím. Bạn này ngồi chơi tiếp. Bạn này ngồi chơi tiếp, màu tím. Một người nam có dòng ba bự làm một cái nét diễn. Trời ơi, thôi đội mình đủ rồi. Đúng rồi. Bộ sang pha giật nghiêng. Bolero, 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 bolero. Giang Minh. Bộ sang pha giật miễu. Ai nữa? Bà giả đúng không bà giả? Không phải là bà ở đây mà qua mà không bà không? Nè, cho hé lộ một chữ. Có một tên Tú. Em đó nói chữ sao đi? Tú Huy. Tú Chi. Tú Chi. Phải Tú đợi 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 lúc để suy nghĩ. Phải không, nhưng phải là gỡ mặt rồi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, Tú đi với anh ta rồi mà không nhớ anh đi với em. Em nói lộn. Bây giờ mình chia làm hai đội nè. Đội của mình tạm gọi là đội ma cũ đi, còn đội của những thành viên mới gọi là ma mới. Thì phải có những thử thách của chương trình đặt ra và những cái gì thử thách của mình, như là chị Đại đã nhắn nhủ là phải thử sức chịu đựng của ba thành viên này, có ba thành viên này có lầy lội hay không. Để em quyết tâm chứ. Ok, được, được. Vô bị đội xả sẽ chết chứ. Xả bồ đồ ra được không anh? Bây giờ phải thực hiện thêm ba thử thách nữa, nếu mà thắng thì mới được thay đồ. Còn không mấy là cái chuyến hành trình của mình là đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới ngay Tiền Giang, ba bạn vẫn phải mặc ba bộ đồ siêu nhân khỏe như thế này. Sẵn sàng đi, sẽ có phần thưởng từ chương trình. Trận chiến thứ nhất, xem ai may mắn. Mỗi đội cử một thành viên tham gia, có 6 chiếc bánh, trong đó có một chiếc bánh hương vị siêu kỳ lạ. Lần lượt hai thành viên sẽ ăn chiếc bánh này. Đội nào ăn trúng miếng bánh siêu kỳ lạ đó, đội đó sẽ loser. Loser là thua đó. Wow. Hiểu không? Ở phần thi này là nó nhẹ nhàng, hãy biết sàng lọc. Tại vì những người lớn tuổi thì mình sẽ thi ăn nhẹ nhàng. Ở phần sau là nhiều khi là những màn đấu vật, những màn ai chịu đòn giỏi hơn. Hai đứa con gái chịu đòn đi. Bánh. Thôi em cử đây đi. Ủng hộ tinh thần nào. Ok, cố lên anh. Trời ơi, mấy con bé này là con gái. Em là con gái, anh nhường cho em chọn trước. Thường cái số 1 nó sẽ không bị trúng độc. Đúng, số 1 thường không bao giờ bị. Rồi, thích thì cho luôn. Ai cũng nghĩ như vậy hết. Đúng, kem nha, kem. Không có nha. Nhưng mà 2, 3, 4, 5, 6 thì có nha. Ngon không? Ngon lắm anh. Ốc kem không à? Đầu xong rồi lấy cái cuối xong đi anh. Đó, 1, 3. Có 1 là phải có 2. Đúng. Ủa, cái 2 đâu? 2 nè anh. Ê, dính. Wow, hay gì không, ta? Không. Số 6 là hiếm. Số 6 là lọc quá em. Lọc là có quà đâu. Không, 1, số 6 là 6. Vậy thì tại sao không đối đầu cái kiểu rồi là cứ sao thứ số tự để cho ông trời sắp đặt mình đừng lựa chọn. Đúng rồi. Cứ cái số 3. Để coi ai bản lĩnh hơn. Đúng. Em mời anh. Trời ơi, số 4 là số 4 là tử. Đúng rồi. Tứ là tử. Đó, tứ là tử. Bánh luôn anh à. Bánh luôn. Ngại gì, chứ là đàn anh thì mình chơi đẹp luôn. Đúng rồi anh. Để cho ông trời quyết định anh Đạt. Đúng rồi anh Đạt. Cố lên Đạt ơi. Cái gì vậy trời? Anh Đạt, mình là đàn ông luôn. Đúng. Bé nó dám chơi kiểu này. Mình là anh lớn trong đội luôn. Để bạn đội ma mới người ta còn đi kể lại. Anh cũng ăn chú bùn tạc, em cũng coi là anh là bản lãnh. Đó, ông anh,
anh Đạt là đây nè. Đẳng cấp lắm anh Đạt. Anh ổn định chứ? Chocola. Chocola. Đưa thêm năm đi. Vô. Em chờ gì nữa. Chocola mà sao mắt anh đỏ vậy? Đồ ngon. Đưa thêm năm đi. Đưa năm em. Tiếp tục em. Thế anh đang ở chocola rồi kìa. Nè. Mình giúp em hàng dọc luôn anh. Nha. Một trong hai cái rồi đó, 5-6. Để thử cô bé là bản lãnh cỡ nào nè. Em dám chơi không? Anh nói 4, em phải 5 chứ. Rồi 5 luôn em. Em nghe anh. Em sẽ ăn cái này cho anh. Ăn đi em, nhìn cũng phải ăn à. Mời em. Em mời nghĩa anh. Nghĩa là em ăn cái này không phải là cái cuối cùng là là cuối đó luôn á. Em mời em ăn. Rồi. Ăn đây, em ăn à. Một bạc em nhỏ. Trời ơi anh ơi, bánh đường hồ. Thật ra cái số 4 đã có bồ tát. Hồi nãy em thấy rồi nè. Em dở lên thấy rồi nè. Trời ơi thương anh tôi. Mấy bạn thấy không, sức chịu đựng của ông anh tôi là vậy đó. Ở phần này chúng ta thua. Ta-da. Trời ơi sao cái màu sắc nhìn quải luôn á. Sao cái màu sắc thật là sặc sỡ. Nhưng cái dung dịch nước này nó là cái loại nước gì mình không biết được. Đó là ai may mắn ở phần này, ai sẽ là người đội ma cũ và ai sẽ là người đội ma mới. Em đây đây em. Em để em chơi với bạn em. À, hai đôi bạn cùng tiến. Mình né ra. Màu trắng là cái gì? Màu vàng. Wow, màu nhạy cảm à. Cái màu này không biết cái nước gì. Lát còn có bọt không hả? Trời ơi, ơi có bọt rồi. Nó có bọt, nó có trà thôi chứ gì đâu. Tự chú không? Chơi với bạn. Ok bạn. Chơi vẫn là phụ nữ. Vẫn là 1, 2, 3, 4, 5 chứ. Thích màu vàng. Tôi thích màu vàng. Nó hơi ngọt đấy. Cái gì vậy? Tăng lực. Tăng lực đó. Rất ngọt. Tim nè, tôi thích màu trắng. Lấy màu trắng. Thích đục đục. Thích sữa. Chắc sữa. Chắc sữa đồ nành quá. Em sớm vậy chứ. À, em. Ổn định đúng không? Đó là gì? Em. Ngon, sữa chua. Bạn bây giờ chơi lạ lạ xíu không bạn? Chơi sao? Bây giờ tôi uống bạn chỉ cái nào tôi uống cái đó. Một hồi tôi chỉ cái nào bạn uống cái đó. Chơi không bạn? Chơi nét cho bạn. Phải vậy chứ. Chỉ, bây giờ tới mình chỉ. Con bé này nó cá tính quá ta. Chai này làm cho con Lan nè. Chai này với bạn. Cái màu xanh rất hợp với màu áo của bạn. Dính đòn à. Ok tôi bạn. Mở cho bạn luôn bạn. Bạn nhắm mắt đi bạn. Thôi chơi luôn khỏi hửi nha. Khỏi hửi luôn bạn. Chơi luôn. Chơi mà chơi hửi là bị nhót với cái lời nói của mình. Mũi uống không à. Sợ, không phải sợ. Nào. Uống nửa chai luôn. Gọi là ngon nha. Cái gì mà kiểu như bánh lùa không phải, nó là cái gì nước ngọt nhưng mà có ra như một cái dạng vị màu xanh thôi. Cái biểu cảm con bé là bình thường quá. Cái vị màu xanh thôi. Cái vị màu xanh nữa chai chưa hiểu cái vị đó. Tôi chưa hiểu cái vị mà màu xanh nhưng mà có ra vị màu xanh thôi. Tạo anh ơi, trời ơi, mùi bồ tạc mà. Có thể làm được sao được không? Ủa, phải nó ngọt không? Ủa, nhưng mà nó tưởng đi, nó tinh thiệt luôn á. Ủa đi, em cảm nhận được đúng không? Bây giờ thấy sao, thấy sao, thấy sao? Ngọt bình thường thôi. Ủa sao? Đó là để mình thử nghe cái mùi. Sao vậy? Trời ơi. Nó ba gọng rồi mà. Trời ơi, thiệt. Nó nồng dữ lắm. Ôi, Lan ơi. Có nước mắm, nước tương, nguyên một cái nhà bếp ở trong luôn. Không có. Ủa rồi. Uống đi. Thôi, rồi, rồi. Bạn phải tin tôi. Ủa mày chết bây giờ đó đâu. Bạn thích đúng không? Gió lên xe đem đứa mình ăn. Uống dọc đường. Cứ giữ, uống dọc đường, rồi. Lúc đầu là uống vô là nó có ngọt thiệt. Nó đúng có rồi. Cái hơi tí xíu cái vị cải xanh. Đúng. Cải bẹ xanh, nhưng mà em tưởng là nó là nước ngọt vị cải bẹ xanh. À, vậy hả? Nhưng mà bây giờ là bắt đầu cái cổ, dùng cổ em. Nó thông thoáng. Thông thoáng nha. Chữ the the, mát mát. Là nó chạy xuống bây giờ thì tại rồi, bây giờ nó đang xuống cái vùng bụng em, nó hơi thông thoáng. Thông thoáng. Một hồi nữa, ví dụ đang đi mà em xin mọi người cho em được thông thoáng. Mọi người hiểu. Rồi, rồi. Ok. Em biết trận này sao nè. Em phải tự tú như thế vậy em. Một đều thôi. Một đều thôi. Sẽ có 6 chiếc ghế, trong đó có 1 chiếc ghế cày. Đúng là cái gì nặng viên đi rồi.
trí tắc nhạc, cả hai chọn một chiếc ghế để ngồi. Chà, cái này đội mình, anh Thành. Những lúc này anh phải quản lý vòng ba thật chặt chẽ. Những lúc nào cần nặng là phải nặng. Rồi chưa, Tú sẽ dắt Thành, còn Lan Di sẽ dắt Tuyên, anh bấm nhạc. Rồi, đi anh ơi. Đi, nhảy luôn anh ơi. Hey, hey. Anh không biết luôn nha, anh quay nha. Ở cái trường anh đá cái ghế, anh không thấy đường thiệt á. Cảm giác Thành rất sợ nha. Ngồi anh ơi, ngồi anh ơi. Ngồi. Ghế đâu, ghế cái bàn đâu. Anh ngồi đại đi, nè, chứ mà anh tôi ngồi bình ổn rồi nha, tôi bình ổn rồi nha. Dùng bộ chân hả, dùng bộ chân của mình hả? Vô nhạc. Là mình bỏ, mình bỏ hai ghế này ra hay sao? Bỏ hai ghế ra. Rồi bỏ ra luôn. Ơi, té à, không có đường à. Rồi nè. Ngồi anh ơi, ngồi anh ơi. Rồi nè. Rồi. Rồi, tôi... Đây, 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 anh Thành, đây nè, anh Thành. Rồi anh. Tôi... anh Thành dùng mấy bộ chân ghê chứ. Cho tôi đổi ghế đi. À, bây giờ gác chân lên nè. Anh ơi, em bỏ tình buồn. Bây giờ gác chân lên nè. Ôi, nó nằm vô kỳ lắm. Anh ơi, lên chân đi anh ơi. Bây giờ mình đã có kết quả rồi đó. Nhưng mà mình gác chân lên để mình biết cái nào là đó rồi. Anh ơi, mình gác chân lên anh ơi. Hai, đây. Okay. Đó. Rồi. Thua. Ba cũ làm mất nét quá ba cũ. Rất là thao. Cầu gì cũng phải làm cái thật chứ. Ta-da. Bây giờ sáu chúng ta gồm có Mang Cũ và Mới đang ở trên một chiếc xe di chuyển xuống Tiền Giang. Bắt đầu, mình sẽ tiếp tục với đoạn đường đi. Chúng ta còn nhiều thử thách lắm. Nhiệm vụ đâu tiếp tục. Hai đội lần lượt cử hai thành viên để chơi đuổi hình bắt chữ. Có ba lượt chơi, dùng búa để giành quyền ưu tiên. Đội có nhiều đáp án đúng sẽ được một quyền ưu tiên ở thử thách tiếp theo. Các bạn hiểu chưa nào? Dễ. Với đuổi hình bắt chữ là em. Chúng ta có một cái nón bảo hiểm và một cây búa. Hồi lâu chúng ta quay ở phim trường thì khi mình có đáp án mình sẽ bấm chuông, nhưng mình quay ở xe trường thế này khi mình có đáp án mình sẽ bấm chuông cách này. Trời ơi, hay là gõ vô cái đầu đối phương như vậy, mọi người sẽ được phát cái này, đó là đáp án. Bây giờ ai sẽ là người thi đầu tiên? Hai người chơi đó luôn đi em. Đó hả, sao tôi đầu tiên? Thôi ngựa, 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 cái bông, nó bông gì? Nè, có bao nhiêu chữ dưới nè? Một thanh mai trúc mã. Chính xác. Yeah. Oh, sợ. Ủa? Cậu bé sợ. Run sợ. Cái gì mà non giả hả? Dạ con, đáp án dạ. Cái gì là phải rõ, phải đáp án liền. Dạ. Lạnh. Một hồ, không phải chỉ thằng bé đó. Chỉ thằng bé. Ủa? 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 Đâu ấm. Trời ơi, ơi. Đó rồi chị ơi, mấy cái này em chậm lắm nè. Chả nè, chả từ bà đã ăn dưa hấu. Dạ. Ăn bánh trả tiền. Chính xác. Trả lời được đúng hai câu. Dạ dạ là... Đâu là hết lượt một lượt. Em hai. Anh chưa? Em hay đây em luôn. Rồi Thành. Mấy cái ngu ngu này cứ để em. Rồi Thành với lại anh Duy nữa hả? Mình lần được hai câu rồi đó nha. Anh yên tâm để em nhắc. Ê, như vậy là sao bấm chuông rồi bấm lộn cái đầu mày đó. Không sao đâu. Ủa? Mình cứ vậy đi. Lé ra đi. Rồi bấm lộn cái đầu mày. Siết thú. Siết thú. Sai. Cầm thú. Cầm thú. Cầm thú. Anh ra Thành trả lời trước. Ủa mà anh nói trước mà. Không mà em nói trước. Một rồi đó nghe, một rồi đó. Bông sen, cây thông. Trong đầm gì nè bông sen? Không. Lớp không rẻ, thông và sen. Là bốn học liên thông. Cái cây. Cây. Cái cây á. Sáu. Già bội. Tối cổ, tối cổ. Ta chỉ là gần đúng. Đó, đúng rồi. Cổ đại. Sai luôn. Đúng cái hoài vậy. Các bạn của chúng ta là tuổi ra. Trời ơi. Anh ơi anh. Mười. Bánh bao, cơ sở, âm phủ, phủ. Không biết gì luôn á. Cơ âm phủ. Bao phủ.
chính xác. Trời ơi. Anh coi quá hả nói. Lấy lòng tượng anh lắm. Bài. Bài. Dạ. Dạ. Cơ. Cơ hỏi. Cơ hỏi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi không đẹp bình dân. Rồi bước hình số 3. Quả cai. Cai bao. Quả trống. Quả trống. Hay. Hay. Rồi đội mình thắng rồi. Đội mình, đội ma cũ chiến thắng phần chơi này. Mặc dù tôi không trả lời đúng câu nào tôi vẫn thắng. Thắng xe lại đuổi em xuống á. Thắng xe lại đẩy mày xuống á. Hồi xe được quá hả? Vô đi. Ta-da. Ai trả? Ai trả tiền? Đi vô đây. Ai trả rồi? Em ngồi đâu? Đây, mình ngồi đây. Đội vừa giành chiến thắng trò chơi đuổi hình bắt chữ sẽ được thoải mái gọi món ăn. Phải thua. Nhìn miệng chảy nước miếng. Trời ơi. Món ăn của đội thua sẽ phụ thuộc vào lòng hảo tâm của đội thắng. Cho gì ăn nấy, không ý kiến. Trời ơi, mấy đứa. Dạ. Qua đập khăn lao cho mấy anh. Dạ. Khăn lao cho mấy anh này. Trời ơi, anh tiên. Trời ơi. Đứa phục vụ. Ủa sao thấy vô nghề giống vô nghề quá vậy anh? Đây, để em luôn. Trời ơi. Anh Đạt đưa em. Trời luôn anh Đạt ơi. Trời ơi. Đạt. Trời ơi. Trời ơi, nhiều món ngon quá nè. Cho anh một con gà, một phần ba người. Ủa anh ở đây 6 người mà. Cái gì? Tùy lòng hảo tâm, tùy lòng hảo tâm. Cái khúc này là anh quyền sinh sát đội thắng. Hồi nãy thì chi đuổi hình bắt chữ yếu quá. Mình phải nhanh nhậu lên. Mình phải nhanh cái đầu lên thì mới được thưởng cái miệng cái bao tử được. Tố, bạn bè với nhau tố. Anh không bạn bè với nhau tố. Còn mấy anh quyết định chưa nữa không? Dạ chưa bao giờ thấy mày sống hàng vậy luôn á tố. Một đĩa cá kèo của tôi. Đừng có làm người ta ghét nữa, ngồi im đi. Không cho em xin một món được không mấy anh? Món được rồi đúng không? Em ơi, ở đây có cái gì mà để cho một cái đĩa mà đồ ăn nhiều á? Nhiều á, nhiều. Cám à. Có nghe nè, mày khỏi đang nói. Đừng có nghĩ món gì cao sang. Mình ăn đơn giản nhất, đầy đủ á. Em cho anh một cái cơm chiên cá mặn phần ba người. Thường đó, chưa bao giờ thấy anh Thành ngoan như lúc này luôn. Em lắm rồi đó. Trời ơi, em biết mà, em cũng mớ anh quá trời. Hát cho mấy anh nghe một bài. Một đứa hát và một đứa múa. Dạ thì hôm nay mấy anh đến đây, chúng em không có gì ngoài những đặc sản đồng quê. Chúng em xin gửi đến hai anh lời ca tiếng hát qua phần biểu diễn của nữ ca sĩ Vô Tri. Dương Tri và trùm biên đạo Vương Lê. À trời ơi. Tụi anh muốn trong nhóm múa tụi em có nam nữa. Lấy áo đen vô. Ôi, có đồng phục thì ra hai đồ lại vô đồng phục đúng không? Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng mang đồ Việt Nam. Ngại khi đường xa không tới. Để thiên làm thiên hình này để nói người nhau mấy người. Trời ơi. Rồi mai chiều sông ông đâu. Đêm trắng kịp tới chờ. Anh nghe nhập em hả Lan, em muốn quạt quá vậy. Nghe ngày đêm không ngừng. Người Cà Mau dễ thương. Ủa con bé đi kìa, đi gió kìa. Chưa? Wow, vỗ tay luôn. Đừng đòi hỏi. Dạ vô trường. Vô trường nè, lao nè. Hồi nãy mấy bé cũng phục vụ quá trời. Có cần ưa hoa không? Dạ Tô. Nè Cưng. Nè, hai đứa. Không á?
cái quỷ này nướng lên là béo. Chuyên ơi, nhức người lắm. Tại nó hơi khô á, anh quẹt cho em miếng nước chấm gà rồi. Chứ tội nghiệp hai con bé quá. Cho em mang chấm kho quẹt được không? Nè, Lan à. Cảm ơn anh Tiên. Trời ơi, bé có rồi, mẹ bé kia có. Trời ơi, cảm ơn anh nha, trời ơi. Hai con bé có thôi, thằng kia không có nha. Cá chiên nữa đúng không? Thôi mình ăn thôi. Là anh trong mặt quá. Sao vậy? Bị thiếu đúng không? Thiếu chất luôn. Chóng mặt. Ăn đi, ăn đồ vô. Bị chóng mặt quá. Chóng mặt quá hả? Ăn đồ vô em. Tú chân cái tình cần chua cho nó xuống đường. Xuống đường á. Bị đường cao quá. Ngon không Thành, ngon không em? Dạ. Nước canh ngon à. Anh không có gà hả? Cái này có một cái đùi à, em mà nếu như mình tình bạn không là chỗ này nè. Dạ. Cái đùi mỗi đứa là 1-2 phút. Bây giờ ai cho con kẹo? Không có. Anh ơi, bạn bè gì anh? Vậy? Dạ, anh Thiên. Nè, coi đàn anh ta sống nè. Wow, khủng phê. Hơi bị ngon nha. Đúng nghĩa là dạ tiệc luôn á. Dạ tiệc là gì? Nhiều vậy ăn quá. Trời, Thiên dính tên vợ tôi làm hết hồn rồi. Đang mới ăn hủ tụ tự nhiên dạ tiệc. Sao anh nhạy cảm quá vậy? Không, mà bữa ăn đây thanh đạm á. Dạ. Bữa đây nhiều lắm á. Dạ. Trời, sao không phải là người của chương trình mà sao người của quán ăn đưa cái bill màu đỏ là hai đội hãy đoán giá tiền của bàn ăn này. Đội nào sai số nhiều hơn sẽ phải trả tiền toàn bộ bữa ăn. Ây da. Sao tự nhiên tôi muốn móc ói ra hết đó mấy bạn ơi. Rồi sao áp lực rồi. Hồi nãy đang vui tươi tự nhiên anh bây anh giờ. Anh nghiệm cái gì ghê vậy? Gà yeah, dồi nữa nha. Mấy bạn còn nhớ món nãy mình kêu không? Gà cá kho quẹt nè, canh nè, dồi trường nè. Rồi con cá chiên hồi nãy nữa. Con cá kèo chiên. Cá kèo chiên là 6 món. Trong trận đấu này mình là thua là mình sẽ buồn cả ngày, mình không xả gì chép được đâu. Cá kèo 50. Ủa sao bên đây nhìn bên đó vậy, bên đây gì vậy? Còn một món nữa hả? Trời, em nghĩ sao vậy? Cái này nó có một ám á. Không, không có đó là ở dưới quê. Hồi nãy lúc mà coi từng món là anh có nhìn qua giá có nghĩa là ở cái giá tiền ở đây là không thể nói được. Chưa Tiến. Nhưng mà cái giá nó không có nãy luôn mà. Rồi, quyết định á. Nên nhớ anh đã từng ở đây một thời gian nha. Rồi, anh Đạt. Anh Đạt nên nhớ đây là quê hương của em nha, em lớn lên mà. Rồi, tôi không biết nha, lên năm. 1, 2, 3. Cái gì em 1 triệu? 1.800.000 850. Theo Tiên còn con gà đó 300.000. Cá đưa hồng chiên mình cho 100.000 đi. Là 400. Canh này mình cho nó dao động tầm 120-150. Cho 150 luôn đi. Là 550. Rau cao lắm là 80.000. Là 630. Cá kèo chừng 50.000. Là 680. Cho 50.000 nữa đi. 730 là cả. Còn gì nữa? Cá gây tượng. Rồi trường. Thì đó nó nằm dao động tầm 800-850. Là đẹp. Em khoán đại này 250 nè. Cái gì con cá đó 250? Em khoán đại. Tất nhiên là nhìn thấy hoành tráng á, 250 nè. Thêm cái gì đó. Cá này chừng 150. Cái con gà 250 rồi 750. Tính dĩ rau này nè, 80.000 là hết đáp. Rồi quyết định đi. Rồi cho cái bill. Trời, mở ra mà 2 triệu mấy chắc chết. Mở ra 3 triệu tá quả luôn. Nhiều nặng sao nè. Ý giời. Rồi. Dạ. Tiên sai rồi, Tiên sai. Tiên sai rồi. Trời, em nói không có giá nữa đâu. Trời, cái gì nhiều quá vậy? Bạn quả đó đúng luôn. 1095. Ủa anh đón nhiêu vậy? Hồi nãy là anh đón là 1195. Đúng rồi. Mày trả hết cho tao. Trời ơi, đây là quê của em. Trời ơi, các bạn đã nghe được rồi. Được chưa? Ok anh. 21 đi vô nhà hàng đầu tiên nè, bài học là phải đi coi thật được. Được, ok anh. Ok. Ờ, nó 1 triệu là đúng rồi, đúng không? Thiệt tình. Ông phải làm ở đây 3-4 triệu. 3-4 triệu rồi. Thôi, tay chân dễ. Ok anh. Bên đây thắng. Các bạn ơi, các bạn chân lông an mà làm bể mặt tôi quá. Rồi số 5 còn lại hai bạn tính đi. 1 triệu. Ăn uống mà mấy anh không vui vẻ vậy chứ. Thôi nãy cho mày ăn, không lẽ mày ăn có 1 dĩa này thôi. Tao cho ngồi chung bàn, ăn cá, ăn hùm lum tà la. Bây giờ còn nói nữa, đem dĩa này ăn đi. Người ta cho ăn chung rồi. Gì? Lỗi của em. À, bé này dễ thương nè. Ủa? Buổi chiều mình còn ăn nữa. Thì đi quay chương trình có 800.000. À, là nói em cảm ơn mấy anh.
Ông có máy đây, một mình anh Tiên thôi. Có máy ở đây. Vô lâu là mấy đứa cảm ơn Tiên nè. Cảm ơn Tiên. Mình đi dắt mấy em có non lớp á. Mình dắt ra. Cái gì? Không, anh bỏ em luôn hả? Đâu em thấy chị bỏ đi anh. Ê, mấy đứa. Mời anh. Tự nhiên giờ tại ra anh. Em có lại ra. Nè, thằng em nè. Thằng em đúng nghĩa là hay quá. Đã ăn quá. Thôi, đau bụng quá. Dạ, đi cái nhầm. Anh đợi em chứ. Thiếu gặp bên sau. Chắc anh lấy gom mình bôi nét em luôn. Có tu. Đời.